Hôm nay mình kho thịt thịt kho trứng cút mọi người, kho nước dừa trứng cút. Thì ở đây mình sử dụng thịt ba gọi với lại thịt thịt nạc vai mọi người. Thịt nạc này là cho mấy em nhỏ không có ăn mỡ mọi người. Còn cái ba gọi này thì mỡ cũng ít à, ba gọi này thì ông xã mình thích. Còn mấy cái thịt nạc thì mấy em nhỏ ăn với mình. Cái này nói chi? Ai đi chi? Cái này nói chi không nghe xin nhiều. Nhiều mà. Chi còn coi à? Dạ, quạt quạt quăng nè cơ. Quạt quăng rồi mắt, khí gì quạt quăng? À, khí gì đâu mắt? Khí à? Khí gì đâu? Mà mắt này đi chơi xem nè. Này nói cho anh chị xem nè. Cái này nó chần xào xiên nha. Xào xiên nha. Ai đi? Ui. Rồi thổ phá thì căng. Vô biến lắp biên nèo. Dạ. Cái này à xào xiên nha. Má à xào xiên nha má. Xào xiên nha. Chần này hả? Này á. Xì tao. Xì tao. Của ai nè má? Ai nè á. Ai nè má. Tình gì chết thì chết. Tỉnh thì chết chứ. Hả? Vừa xuất mỉnh thôi, vừa hưởng khai xuyên rồi á. Út chứ. Mỹ sư. À. À má hả? Ây dồi. Má hả ta hưởng lão hả má? Thôi sầm mô tử tụng à. Ui à, tôi phải tin thêm vừa hưởng khiên rồi ô. Phi ơi, con say hello đi. Con xin chào cô chú. Nè con cười coi, để con cười cho cô chú coi coi. Con làm dễ thương coi. Dễ thương. No, don't pass. Hello, xin chào cô chú được không? À, xin chào mọi người. À, mọi người ơi, thì bây giờ á, hiện tại bây giờ hai mẹ con mình đang ngồi trên xe để mà đợi má chồng mình với lại chị Huy con gái lớn của mình đi khám bác sĩ ở đây nè mọi người. Thì má chồng mình á là cái chân á mọi người, cái chân bị té xong rồi cái vết thương nó không có lành mọi người. Thì ở trong nó bị mủ xong rồi bây giờ á là má chồng mình hôm qua đã đi ra bác sĩ, người ta gạch ở trong đó ra với lại người ta nặng mủ ở trong đó ra rồi mọi người. Rồi bây giờ á là hôm nay á, thì má chồng mình đi lại đây để mà nhờ họ rửa cái vết thương giùm. Thì ở nhà thì cũng cơm nước xong xuôi hết rồi mọi người. Thì mình bây giờ ở đây thì cũng đã 2 giờ rưỡi chiều rồi mọi người. Thì mình chở má chồng mình đi. Thì lúc nãy á, mình định là để đi xuống dưới để mà đi cùng má chồng mình vô để mà khám bác sĩ. Nhưng mà má chồng mình á thấy có Sophia, Sophia còn nhỏ quá mọi người, mà ở nhà thì không có ai trông giúp mình nên là mình vẫn cứ Sophia theo luôn. Thì má chồng mình lo ở trong đó bây giờ sợ là có đông người á mọi người, với lại đang mùa dịch nè, nên má chồng mình kêu thôi hai mẹ con ngồi trên xe đợi bà nội đi, rồi bà nội với lại Che Huy xuống khám rửa vết thương xong là được rồi. Thì bây giờ hai mẹ con mình đang ngồi trên xe nè mọi người, đang đợi má chồng mình. Thì mình nghĩ là rửa cái vết thương thì nó cũng nhanh lắm mọi người, chứ nó không có lâu đâu.
Sophia, con lại đây. Con cười đi, con cười, con cười. À, con ca đi. Để con nói nè, con nói nha, con nói chuyện nha. Con nói, này này. Này này. Ni. Chữ tao. Chữ tao. Wo ai ni ma. Ni ai ni ma. Sophia. Sophia. Ai ni. Ai ni. Hen tuo. Hai đứa. Này này. Này này. Cái này này, cái này này. Chàng ai ni. Ai ni. Rồi con nói nè, mẹ ơi. Con yêu mẹ. Mẹ, mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi. Nè con nói con xin chào. Chào. Cô chú. Chú. Con xin chào. Chào. Mọi người. Mọi người. Con là. Con là. Sophia. Sophia. Sau một hồi đợi nãy nãy, đợi bà nội mòn mỏi rồi mọi người. Em khát nước nè, mình mới đi xuống dưới tiệm chỗ mình đậu xe nè. Mua cho em lon Coca. Nè con nhìn đây nè. Con uống có ngon không? Ngon không con? Ngon không? Con uống có ngon không? Con nói dạ ngon. Đổ nha con, đổ nha, không có được đứng dậy. Đưa cho mẹ, sit down, miêu sit down mà mang nhiều kỳ sự. Sit down. Sit down. Bà nội. Ngon không? Sophia đang đứng nhìn ra ngoài để kiếm bà lọc. Chị ché à, con kêu chị ché hả? Chị ché kinh nãy nãy hà miêu hào à. Hào.